Xin chào quý vị các bạn, và thật vui khi chúng ta được gặp nhau trong chương trình trải nghiệm xe của Auto Eli. Quả thực là lâu lắm rồi thì Bảo Duy mới được gặp quý vị các bạn. Ngay bây giờ bên cạnh Duy thì là Honda HR-V phiên bản có cái gói độ body bên ngoài Mugen. Và cái gói độ này thì nếu như quý vị các bạn muốn trang bị thêm thì sẽ mua rời thì sẽ rơi vào khoảng hơn 70 triệu đồng. Còn khi mua xe và lắp trực tiếp lên trên xe thì sẽ chỉ còn mức giá khoảng hơn 60 triệu đồng một chút thôi. Được phát triển dựa trên ý tưởng của người Nhật với tên gọi Mugen, có nghĩa là không giới hạn. Bộ phụ kiện được công ty Emtech tại Nhật Bản trực tiếp lên ý tưởng, thiết kế dành riêng cho mẫu xe Honda HR-V và được sản xuất tại Indonesia. Hiện đang được phân phối chính hãng tại các đại lý Honda. Bộ phụ kiện Mugen bao gồm 8 chi tiết trang trí, được thiết kế theo hướng thể thao đột phá, đem đến cho HR-V một tinh thần mới. Phần diện mạo mặt trước các bạn có thể thấy không? Với cái cặp mắt full LED là một điểm cộng ở trong phân khúc crossover cỡ nhỏ. Rồi là bây giờ thì chúng ta sẽ có cả một cái tấm bên dưới này làm nổi bật hơn, điểm nhấn hơn giúp cho cái phần đầu xe. Rồi, và tiến sang bên phần ngang hông này thì chúng ta có cái gì ạ? Đó chính là bộ la răng 17 inch thiết kế đa chấu hình cánh hoa. Đó. Đẹp hơn, rõ ràng là đẹp hơn với cả cái bộ la răng nguyên bản của xe, đúng không ạ? Và ở đây cũng có logo của Mugen ở đây. Đó, các bạn có thể thấy logo Mugen ở đây. Và ở bên ngang hông này chúng ta sẽ còn một cái điểm nhấn là một cái đường line, đường tem line. Đó, kéo dài từ cửa trước cho tới hết cánh cửa phía sau, cột C ở đây. Đó, giống như là khi cô gái nào đó mặc một chiếc áo trắng kèm thêm một đường chỉ đỏ hay một bông hoa ở trên áo làm tô điểm, làm điểm nhấn cho cái phần bên trên của mình, phải không ạ? Rồi tiến xuống cái phần hông, một cái bờ mông tròn trịa như thế này với cái cụm đèn hậu LED. Ở trên đây thì chúng ta đã có thêm một cái phần cánh gió làm cái điểm nhấn, và cái cánh gió này cũng sẽ giúp cho chúng ta tăng cái tính khí động học. Ở phía dưới chúng ta cũng sẽ có một cái phần ốp nhựa ở đây, dưới bàn sốc sau cũng làm một cái điểm nhấn. Đó là những cái chi tiết của cái bộ độ Mugen ở bên ngoài thôi. Còn ở bên trong xe, ở phần bảng chỗ trên cái phần cần số của chúng ta sẽ có một cái tem Mugen nữa làm điểm nhấn. Không gian nội thất của Honda HR-V này là có cái thông số cao nhất trong phân khúc 2834 lít dành cho cả cái khoang cabin bên trong này. Đó. Với không gian cửa nhá, cửa thì các bạn thấy này, mở gần như là ngang giúp cho chúng ta có cái khoảng không ra vào rất là dễ dàng. Và ngay cả cái phần lưng ghế của ghế thứ nhất các bạn có thể thấy đây. Mà Duy đã set up cho cái vị trí ngồi của Duy bên trên tốt rồi. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có một cái khoảng để chân rất là rộng rãi này. Rồi là còn có một cái điểm cộng này nữa mà Duy muốn nhắc tới ngay ở trong cái phần không gian này. Đó chính là cái mặt sàn phẳng. Nhắc tới không gian thì chắc chắn chúng ta cũng không thể nào bỏ qua được không gian để đồ phần cốp của chiếc Honda HR-V này. Các bạn có thể thấy không ạ? Với cái dung tích là 688 lít thì Honda HR-V hoàn toàn đánh bại hai đối thủ trong cửu phân khúc SUV crossover cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam. Và khi các bạn cần thiết, chúng ta có thể hạ ngay cái hàng ghế thứ hai này xuống gập phẳng luôn ạ, để tăng cái dung tích để đồ của chiếc xe này lên. Phần không gian nội thất thì rộng rãi rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng chi tiết một, sẽ là cái điểm cộng tiếp theo mà Duy cảm thấy trên Honda HR-V. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kể tới ngay phần vô lăng ba chấu kèm theo cái lẫy chuyển số ở phía sau vô lăng, giúp cho chúng ta khi cầm lái có được cái cảm giác thể thao khi mà cầm nắm vào cái phần vô lăng này. Rồi tiếp theo chính là phần ghế ngồi của chiếc Honda HR-V này. Đây, phần ghế ngồi được làm với cái chất liệu da ở mức trung bình nhưng cho chúng ta trải nghiệm tốt. Kèm theo cái phần thiết kế ở đây là hai cái thành này được làm nhô cao và ôm khá sát vào người chúng ta, giúp cho chúng ta ngồi ở đây cầm lái, cầm vô lăng, chạy ở những cái tốc độ cao mà chúng ta ôm cua, chúng ta cảm nhận được rằng cái ghế này nó rất là gắn kết với phần cơ thể của chúng ta. Đó. Tiếp theo nữa, Duy muốn nhắc tới chính là phần cụm điều chỉnh điều hòa của chiếc Honda HR-V này. Ở trong phân khúc của mình
thì Honda HR-V đang giành ưu thế điểm cộng khi mà sở hữu cái cụm điều hòa điều chỉnh hai vùng độc lập kèm theo là điều chỉnh cảm ứng luôn. Đây, các bạn có thể thấy. Còn chúng ta sẽ có một cái trợ thủ đắc lực nữa cho không gian của Honda HR-V, chính là cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Cái điểm cộng tiếp theo mà Duy muốn nhắc tới dành cho Honda HR-V đó chính là cái cảm giác cầm lái. Cảm giác cầm lái đầu tiên chúng ta có từ đâu ạ? Chúng ta có chính ngay từ cái phần vô lăng. Cái sự phản hồi từ mặt đường, rồi cái sự nghe của cái vô lăng này khi mà chúng ta thao tác, chúng ta tác động vào. Cái vô lăng của Honda HR-V này thì Duy đánh giá là một trong những cái vô lăng mà cho chúng ta cái cảm giác lái rất là thật. Đặc biệt là ở trong cái phân khúc SUV crossover cỡ nhỏ, rồi là ngay cả cái lễ chuyển số sau vô lăng cũng vậy, cho chúng ta cái cảm giác thể thao. Tiếp theo thì cái cảm giác khi mà chúng ta nhấp chân vào chân phanh hay chân ga cũng rất là mềm mại. Mẫu xe Honda HR-V này phải nói là phù hợp khi mà chúng ta đi trong phố hơn là khi chúng ta di chuyển ra những cái cung đường trường. Tại sao Duy lại nói vậy ạ? Bởi vì khi di chuyển ở trong đường thành phố ấy, thì cái khối động cơ 1.8 lít của Honda HR-V này đã gây khá nhiều tranh cãi. Người rất nhiều ý kiến cho rằng là khối động cơ cũ của mẫu Civic. Nhưng mà phải nói là khi mà vận hành cái khối động cơ 1.8 này, nó bền bỉ, nó tiết kiệm, kết hợp với cả cái hộp số CVT của Honda. Cái hộp số CVT của Honda có thể nói là một trong những cái hộp số CVT tốt ở trên thế giới, khiến cho chiếc xe này vận hành ở trong phố luôn luôn đạt được cái mức tiêu thụ nhiên liệu phải nói là rất ấn tượng. Khi mà đi di chuyển trong thành phố này, cỡ khoảng tầm từ 60-70 km đổ xuống ấy, thì tua máy của chiếc xe này lúc nào cũng sẽ được giữ ở khoảng từ 1.000 cho tới 1.500, khiến cho cái việc lượng tiêu thụ nhiên liệu ở trên cái cung đường hỗn hợp của Honda HR-V mà Duy thử được qua rất nhiều lần, nó chỉ rơi vào khoảng cỡ từ 10 cho tới 11 lít trên 100 cây mà thôi. Và chúng ta cũng không thể không nhắc tới những cái công nghệ mà Honda đã trang bị cho Honda HR-V để cung cấp tới người tiêu dùng, những cái người trực tiếp cầm lái cảm nhận như các bạn như Duy cảm nhận được. Đó chính là đến từ cái hệ thống an toàn. Chúng ta có thể nhắc tới là phanh tay điện tử này, rồi nút brake hold, rồi hệ thống cân bằng điện tử, rồi hệ thống phanh ABS, rồi ngay cả cái hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc nữa. Đó cũng là những điểm cộng, điểm tốt mà Honda HR-V mang lại giá trị cao cho người dùng. Và những cái điểm chưa được thì sao? Điểm chưa được của Honda HR-V ở trong khả năng vận hành này thì có hai vấn đề mà Duy muốn nhắc tới. Thứ nhất, độ gào của động cơ. Bây giờ Duy sẽ thử ngay. Nếu như khi chúng ta nhấp mạnh chân vào chân ga thì chúng ta sẽ cảm nhận được như có một cái sự cưỡng bức nhẹ cái khối động cơ 1.8 này, khiến cho cái khối động cơ này có một cái sự gào nhẹ dội vào trong khoang cabin. Đó. Và khi chúng ta di chuyển ở những cung đường trường thì Honda HR-V cũng giống như những thành viên khác ở trong gia đình Honda, vẫn luôn luôn có được cái khả năng cách âm ở hai bên này ổn. Nhưng cái khả năng cách âm gầm, cái độ ồn từ gầm từ lốp vọng vào khoang cabin còn khá nhiều. Thì quý vị và các bạn thấy sao về chiếc xe này và có những cái cảm nhận gì về mẫu xe này riêng biệt từ cá nhân, thì mời quý vị các bạn hãy comment, hãy chia sẻ ngay phía bên dưới video. Còn quý vị các bạn ai đó mà chưa xem video đánh giá chi tiết kỹ lưỡng về chiếc Honda HR-V này thì Duy cũng để ngay cái video mà anh Hùng Xe Cỏ có đánh giá về chiếc xe này ở ngay phần dưới phần mô tả. Thì các bạn có thể click vào đó để theo dõi, để xem, cũng như là cùng thảo luận, cùng chia sẻ với Duy và anh Hùng Xe Cỏ về tất cả những kiến thức, những cái trải nghiệm của mình, các mẫu xe. Cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.